Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin COVID-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân có chuyến kiểm tra công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một số bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố Cà Mau. Qua kiểm tra bệnh viện dã chiến số 8 đặt tại trường chính trị tỉnh, bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh và bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân lưu ý các bệnh viện cần quan tâm đến chất lượng các bữa ăn, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn phải đầy đủ dinh dưỡng để người bệnh mau chóng hồi phục. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân giao Sở Y tế tỉnh chủ trì rà soát hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị, trong đó có việc lắp đặt trạm oxy, tham mưu đầu tư mua sắm. Việc này cần phải thực hiện nhanh, có khoa học, thuận lợi cho đội ngũ y bác sĩ trong công tác điều trị, đảm bảo hiệu quả trong chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Tính đến nay, tỉnh Cà Mau đã huy động khoảng 300 cán bộ y tế nghỉ hưu và tình nguyện viên cùng tham gia hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Hiện các địa phương đang tiếp tục huy động nhân viên các phòng khám đa khoa, bệnh viện ngoài hệ thống công lập để thành lập thêm các trạm y tế lưu động phục vụ điều trị F0 tại nhà. Trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có, các trạm y tế lưu động phân công cụ thể việc theo dõi các F0 điều trị tại nhà cho từng nhân viên y tế cơ sở, đảm bảo nhân lực thay phiên nhau làm việc, hỗ trợ bệnh nhân khi có yêu cầu. Trung bình mỗi nhân viên y tế theo dõi nhiều nhất 90 bệnh nhân, ít nhất 40 bệnh nhân. Với phương châm điều trị từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chỉ đạo ngành y tế đảm bảo nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị, đặc biệt là oxy để không phải bị động khi số ca nhiễm tiếp tục ở mức cao. Tính đến nay, tỉnh Cà Mau đã cấp trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ hỗ trợ điều trị F0 tại nhà cho lực lượng y tế cơ sở. Bình quân một trạm y tế đã cấp 30 máy SpO2 kẹp tay, 4 bộ ống nghe huyết áp, 45 nhiệt kế thủy ngân, 4 máy tạo oxy, 2 bình oxy 5 lít, 3 bình oxy 8 lít. Về cơ bản, số trang thiết bị đã cấp cho các trạm y tế xã và trạm y tế lưu động đáp ứng được nhu cầu chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất số ca chuyển nặng tử vong, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế điều phối, bổ sung ngay nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị thuốc cho các xã phường thị trấn, đặc biệt là các địa bàn đang có đông ca F0, tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính mà không được tiếp cận dịch vụ y tế. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Để kịp thời đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân, nhất là tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn các huyện, thành phố, các điểm được giao nhiệm vụ tiêm vaccine đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, đảm bảo nhanh nhất, an toàn nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ vào số lượng vaccine đã được phân bổ, khẩn trương xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn. Hôm nay, bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho ra viện. Theo thông tin từ bệnh viện, sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối vào ngày 1 tháng 1. Hôm nay, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau khi bệnh nhân ra viện, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi và quản lý sức khỏe của bệnh nhân tại gia đình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Phần cuối nội dung bản tin COVID-19 hôm nay là một số thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, hôm nay tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận 821 trường hợp mắc mới COVID-19 và 6 trường hợp tử vong. Trong 821 trường hợp mắc mới ghi nhận trong hôm nay có 32 trường hợp qua lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR, còn lại 789 trường hợp qua test nhanh COVID-19. Thành phố Cà Mau, Đầm Dơi và Trần Văn Thời có số ca mắc nhiều nhất lần lượt là 262 ca, 211 ca và 133 ca. Các huyện còn lại chỉ ghi nhận từ vài ca đến vài chục ca. Như vậy, kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, Cà Mau ghi nhận tổng số 39.591 ca mắc COVID-19, 25.734 trường hợp điều trị khỏi ra viện và 187 trường hợp tử vong. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin COVID-19 hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.